Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một tựa game mới. Tựa game này thì có thể chơi lên đa nền tảng PC rồi thì Android, iOS đều chơi được hết anh em nhé. Wuthering Waves. Nói tội là tựa game này thì nó có phiên bản Đông Nam Á các kiểu global ấy, nhưng mà nó lại không có tiếng Việt anh em ạ, cay vãi cả chưởng luôn. Được cái là nếu như chơi trên PC thì mình hoàn toàn có thể chơi bằng tay cầm được anh em nhá. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử xem như thế nào đây. Trông đồ họa thì khá là mắc quỳnh nha. Game hay, combat đã tay. Được cái chứ. Quả phiêu lưu này cũng được này. Nhưng mà toàn là chơi tựa game này mình thấy mất thời gian phết đấy. Không đùa được. Cái này là cái gì nhỉ? Mỏ đá này liệu mình có lấy được không? Vãi nổi. Nó là hai con rùa anh em, mình cứ tưởng là hai mỏ đá. Đâu rồi? Đây làm sao? Tại gì? À đù. Mày này. Mình hoàn toàn là có thể... Ây à! Đù heo. Ghê vậy. À mình có thể né được anh em nhá. Ui. Chưa kịp né anh em ơi. À mình có thể đổi được nhân vật sang đứa con gái này đánh này anh em này. À anh em thấy không? Múc mình ngay. Nó có đấy rồi quá đấy. Ủa, ngon luôn. Hoa hòe hoa sói. Ê ê ê. Á đù. Á đù. Uầy. Khốn nhỉ. Né liên tục anh em ạ. Này phải combat né liên tục này. Úi xồi. Đóng anh em. Anh em thấy mình né ổn áp không? Tiếp theo nó đi. Sợ, đơn giản. Không đơn giản với đâu. Combat mệt phết đấy, mỏi tay phết anh em ạ. Ấy, nếu như mình giữ em mình có thể bay được cơ. Trời, quả ulti phát. Phủ đầu mới luôn. Phủ đầu mới luôn. Dính trưởng ngay. Ơ nhá. Hả? Gì vậy? Mình hẹo rồi á. Ôi mình không để ý mình hẹo lúc nào nhỉ? Dạ. Cú nhỉ? Một số những cái cốt truyện mà không cần thiết thì mình hoàn toàn có thể ấn skip qua. Nhưng mà có một số những cái cốt truyện là cốt truyện chính mình đếp bỏ qua rồi anh em ạ. Bởi vì nếu như là tiếng Việt thì mình cũng cố mà xem hết cho nó hiểu cốt truyện hơn. Mỗi tội là toàn tiếng Anh. Thế hiểu gì? Nhưng đồ họa con game này đúng công nhận là mắc pinh thật anh em ơi. Còn chơi trên PC nữa thấy ôi trời cao luôn anh em ạ. Wow, quả thành phố này ở trong núi mà kiểu hiện đại ấy nhỉ. Nhưng mà giao diện bên trong này thì lại đúng kiểu thôn quê luôn. Ngon. Có thêm được một nhân vật nữa rồi anh em ơi. Đây nhân vật mới của mình đây nha anh em. Chất chơi người rơi chưa? Đẹp thực sự, hot hit luôn. Nhưng có bơi không nhỉ? Có chứ. À, đây, điểm này hình như là mình có thể hồi phục được này anh em này. Healing Phoenix. Wow. Ghê vậy. À, bây giờ bắt đầu mới vào là sảnh chính này. Đây, căng nhẹ. Wow. Đẹp thế. Chạy đi em ơi. Lễ tân luôn này. Đây giống như kiểu là khu nghỉ dưỡng phong cách Nhật Bản nhỉ anh em nhỉ. Lễ tân các kiểu luôn ạ. Rất chi là ảo ma Canada. Rồi luôn. Lại còn phải đi sau nó nữa cơ. Nhanh mày. Ok à. Tacom 4.0 chậm thế nhỉ. Lại còn ngồi xuống luôn ạ.
Khoan, bình tĩnh bạn ơi. Rồi luôn, con này giống kiểu là robot anh em ạ. Nó đang đọc những cái gì này. Ôi, con này có quả mắt thần ghê nhỉ. Hai mắt là khác nhau luôn nha anh em. Nguy hiểm này. Rồi đây rồi. Ui, bà này cho mình một số những cái vật phẩm nhưng mà chưa biết công dụng của nó là gì. Thôi thì cứ lụm đã, cho cái gì nhặt cái đấy thôi. Rồi, giờ tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Ở từ game này là nhập vai đồ họa khá đẹp. Combat cực kỳ khủng khiếp, skill ngon lành cành đào. Tuy nhiên là khả năng cao là không dành cho những anh em nào mà thiếu sự kiên nhẫn nha. Bởi vì nó có quá nhiều cái độ cốt truyện, story các kiểu. Hơi mất thời gian. Giai đoạn đầu mình chơi mất tầm tiếng nha. Vẫn cứ thế là cốt truyện đều đều nha. Uầy, giờ đi đâu? LB cộng Y. À đù. Được nha. Wow. Nhiều cách di chuyển vãi chưởng luôn anh em ạ. Đấy, thêm cách này nữa cơ. Được có ló luôn á. Isa. Hay anh em ơi. Rồi, tiếp tục được chiến đấu rồi anh em ơi. Nóng lòng chiến đấu lắm rồi. Thế mà nãy giờ cũng rủ rồi. Đủ cái nhở. Ủa, né quả chất chơi người dơ không nghe. Né quá dẻo luôn. Đây rồi. Mày này tuổi gì. Thôi còn một thằng. Ui giời. Chất chơi người rơi luôn anh em ơi. Wow. Bóp. Gì đấy. Vẫn còn à vãi. Nhiều vậy. Wow. Thần thành bách biến với cả trưởng luôn anh em ạ. Ui. Né đúng vào cái ô đánh của nó. Né. Ui, sao mấy con này càng ngày càng trâu vậy? Từ nha. Thử con này xem đánh đấm nó có khỏe hơn hay không nha. Đôi khi là mỗi con quái nó lại bị khắc chế bởi một nhân vật nào đó chẳng hạn. Một con đi. Rồi luôn. Ulti nè. Sao? Tiếp tục thể thao này đi. Ua, đánh ghê vậy. Nhưng mà tốc độ ra đòn hơi chậm nha. Ui, nhưng mà có con linh thú đánh cùng kiểu wow. Sời, xịn xò ngay. Acceptable damage. Chuẩn bị có nộ anh em ơi, chuẩn bị có nộ. Đây rồi. Wow. Ơ, rồi sao? Con này chủ yếu đánh vào linh thú, thế cho nên là tốc độ ra đòn nó hơi chậm, nhưng mà linh thú đánh thì cũng khá là đau nha. Rồi. Cố được sự anh em ạ. Nhưng mà nhìn chung là tựa game này là skill cũng ghê gớm đấy, đồ họa cũng gọi là mắc quinh đấy. Nếu như anh em là muốn trải nghiệm con game với chất lượng đồ họa cực kỳ khủng khiếp thì có thể tải thử con Uthering Way này về chơi nhá. Ok, còn video này của mình đến đây hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.